Cảm ơn em trai Forranger. Tuy em ở xa, khác tỉnh nhưng lúc nào cũng thương yêu bên anh và sử dụng tất cả các dịch vụ bên anh. Bình thường là em nâng cấp đèn hay đồ chơi hay nhớt thì em vẫn ghé xuống để ủng hộ anh. Và hôm nay thì sau nhiều năm sử dụng thì em mang chiếc xe Forranger Wheeljack của mình để tăng trang làm đẹp lại. Thì bên mình đang tiến hành kiểm tra các vị trí mốt cần phải làm đồng để xác định. Thì khâu làm đồng thì có liên quan tới phần thùng. Phần thùng thì khách hàng chở nặng cho nên là cái phần khung ở phía cao dưới nó đã bị sụp. Thì bên mình đã phải làm lại, gia cố lại thanh đà ngang rồi bẩn viết cho khách hàng. Trước khi mà sơn tút thì mình phải làm đồng lại cho nó thật đẹp, ôm hít hết cho khách thì lên chiếc xe nó mới đẹp và thẳng được. Và anh em tiến hành là tháo dỡ đồ và làm. Sau khi quá trình làm đồng xong thì bây giờ tới khâu sơn và rã rác. Anh em đã rã rác và kích đi gân lại những vị trí nào cần thiết. Khâu sơn thì các bạn biết rồi, không thể nào nhanh được. Càng nhanh thì cái tiến độ nó càng không đạt. Cho nên là khách hàng cũng rất là chịu khó để thông thả cho bên mình. Thì bên mình tiến hành đúng sau 20 ngày thì đã hoàn thiện xong. Thì bây giờ là bên mình đang tiến hành ráp đồ. Mà cái phần battery shop cản trước thì khách hàng quay về rin. Đợt trước thì các khách hàng lắp cản ráp to. Đó, sau khi hoàn thiện thì bên mình đã đưa vào phòng để chờ cho khách hàng đến lấy. Thì có thay đổi một số chi tiết màu xám lông chuột là thành màu đen như gương nè. Đó, và ốp 3.2 đồ thanh thể thao là sơn lại màu đen. Phần ca lăng cũng vậy là sơn lại màu đen. Sau khi hoàn thiện sơn xong thì bên mình đã có lắp thêm cho khách hàng, nâng cấp thêm là vô lăng carbon ha. Thay cái vô lăng zin của mình sau nhiều năm thì vô lăng carbon, thiết kế carbon với da kiểu là đê khớt, nó cắt góc để chúng ta vào xe ra vô nó tiện hơn. Và khách hàng đã nâng cấp thêm bệ bước chân rất to, nhìn nó sẽ khỏe khoắn hơn, rất là đẹp. Đó, sau khi hoàn thiện thì bên mình đã dán lại tem kiểu zin cho khách hàng. Đó, phía sau thì kiểu zin thì nó có chữ Ranger nè, Wheeljack nè. Bên hông thì có chữ 4x4 và chữ Wheeljack ở phần cửa. Và khách hàng cũng thay luôn cái lót nhựa cốt. Đó. Xong rồi thì hoàn thiện hết rồi thì mình quay video này để các bạn xem. Nếu các bạn có nhu cầu sơn tút hoặc là sơn nguyên xe, lắp đặt nâng cấp đồ chơi thì vui lòng liên hệ bên em là Hải Âu Auto, 317 Trường Chinh hoặc 435 A Hùng Vương. Anh chị có thể liên hệ trực tiếp để được tư vấn và báo giá cụ thể cho anh chị với số điện thoại 0966477779. Và mình nhấn mạnh thêm là cái xe Forranger Wheeljack này thì là khách hàng chọn màu sơn có ánh kim cho nên rất là đẹp, bắt nắng và dưới ánh nắng và dưới ánh đèn thì cái màu sơn rất là nổi bật và là màu trắng ngọc trai đó. Hoặc là có chỗ thì anh em kêu là màu trắng pha lê, nói chung là màu trắng có ánh kim ca may đó. Chào anh chị nha, bye bye. Bây giờ là cái khâu giao xe cho khách.